Nếu như Tổng thống Mỹ có quái thú The Beast để phục vụ đi lại, thì Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng sở hữu dòng xe của riêng mình, đó là thương hiệu Hồng Kỳ. Và mẫu xe đang được sử dụng có tên mã là H701. Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam hôm nay và ngày mai, hai chiếc xe này đã được mang sang nước ta để chuẩn bị từ trước đó vài ngày. Vậy Hồng Kỳ H701 có gì? Đầu tiên, đây là một chiếc xe limousine dài khoảng trên 5,5m, rộng hơn 2m và cao khoảng 1,5m. Sở dĩ không có con số chính xác bởi đây là dòng xe thiết kế dành riêng cho người đứng đầu Trung Quốc, không được sản xuất đại trà. Hồng Kỳ sẽ chỉ sản xuất 50 chiếc H701 trong 10 năm tới. Mỗi lần xuất hiện cùng với lãnh đạo Trung Quốc thì sẽ có ít nhất 2 chiếc xe được sử dụng, lúc nào cũng đi thành cặp. Động cơ trên Hồng Kỳ H701 có thể là loại V8 hay thậm chí là V12, với công suất khả năng đạt 350 mã lực và mô men xoắn là 650 Nm. Đương nhiên rồi, xe cho chủ tịch thì việc chống đạn là tiêu chuẩn bắt buộc và Hồng Kỳ H701 không ngoại lệ. Không có bất cứ thông tin nào về nội thất của Hồng Kỳ H701. Thực tế thì ngoại thất của xe cũng được che chắn trong những ngày chạy thử ở Việt Nam. Và dù xe có xịn như thế nào thì việc tiếp nhiên liệu là đương nhiên. Tuy nhiên, một hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, thay vì cắm vòi trực tiếp từ cây xăng để bơm thì người ta lại bơm ra can rồi mới đổ vào xe. Anh em biết lý do vì sao thì hãy chia sẻ nhé. Và các bạn đang xem kênh Đình Nam, nơi mình chia sẻ những thông tin trải nghiệm về xe.